trong tiến trình ngành lúa gạo Việt Nam chuyển mình từ một nước thiếu lương thực trở thành cường quốc xuất khẩu gạo, có đóng góp lớn của anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ, thành viên ban cố vấn chương trình Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Những năm cuối đời, tuổi cao sức yếu, nhưng ông vẫn miệt mài lặn lội khắp những cánh đồng, vườn cây, ao cá, dành nhiều tâm huyết cho nền nông nghiệp và người nông dân. Những năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện dịch trầy nâu phá hoại, cháy trầy, mất mùa xảy ra khắp nơi. Lúc này, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân làm một việc chưa từng có tiền lệ. Đó là đề nghị lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ đóng cửa trường 2 tháng để đưa sinh viên ra đồng cùng nông dân thực hiện chiến dịch đánh bại trầy nâu bằng kiến thức từ 3 bài giảng là cách gieo cây mạ tốt, cách làm đất tốt, cách cấy một tép lúa một bụi. Thầy Võ Tòng Xuân giao cho mỗi nhóm sinh viên 1 ký lúa giống kháng trầy để ra đồng giúp nhân dân. Sau 2 vụ lúa áp dụng giống mới, kỹ thuật mới, cả đồng bằng sạch bóng trầy nâu, năng suất lúa của nông dân tăng lên rõ rệt. Ông Trần Văn Úc ở xã Dị Thanh, huyện Dị Thủy làm 10 công ruộng theo tập quán, lấy giống lúa thịt từ vụ trước xạ cho vụ sau. Có dịp tiếp cận kiến thức trồng lúa tiến bộ của thầy Xuân và tin tưởng làm theo, lượng lúa giống từ 30 đến 40 kg một công ruộng giảm xuống còn khoảng 10 kg. Rồi áp dụng 3 giảm 3 tăng, quản lý dịch hại tổng hợp, lúa thừa gốc giúp hạn chế sâu rầy, lá không còn trùm mền nên ít sâu bệnh, chi phí giảm hơn 30% mỗi vụ. Các bộ giống đều, Võ Tòng Xuân đều vẫn nghiên cứu ra những mài mò ra những giống lúa tốt, giống lúa chất lượng cho nông dân mình. Những giống lúa kháng bệnh thì cho bà con nông dân càng làm càng khỏe cho nhà nông. Mình cũng thấy cảm nhận rất là buồn khi một người giáo sư tiến sĩ mà giỏi về bên nông nghiệp mà đã gắn bó nhiều năm với nhân dân như vậy thì mất đi thì cũng một sự đau buồn cho nông dân. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Việt Dũng, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân cũng là người đem dự án quốc tế đầu tiên về áp dụng ở đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1978. Đó là dự án cải tạo đất phèn. Ông có công lao rất lớn khi đem những giống lúa rất phù hợp để chinh phục nhiều vùng đất. Trong đó có những cánh đồng nhiễm phèn nặng ở Đồng Tháp 10, Tứ Giác Long Xuyên và miền Hậu Giang. Những giống lúa trồng rất hiệu quả, giúp cải thiện thu nhập cho người nông dân. Với tỉnh Hậu Giang, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân cũng đưa ra nhiều đóng góp quan trọng. Trong điều kiện những ngày đầu thành lập còn nhiều khó khăn, ông hiến kế giúp lãnh đạo tỉnh tập trung quan tâm đến trụ đỡ nông nghiệp để nâng cao đời sống, sản xuất, thu nhập cho người nông dân. Sau đó, từng bước phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tôi mới nói bây giờ, các cái tài nguyên thiên nhiên của tỉnh mình, từ cái tài nguyên để mà sản xuất lương thực, đây là cho làm cho cái đại bộ phận người dân ở trong tỉnh Hậu Giang mình giàu lên trước là cái lúa, thấy không? Rồi cái khóm Cầu Đúc, cá thác lát, tập trung cái ngành nông nghiệp, tập trung vô 4 cái tài nguyên này, thấy không? Rồi còn cái tài nguyên nữa để có thể tạo ra những sản phẩm du lịch rất là hay, là mình có cái lúa Ngọc Hoàng. Thì cũng cần phải phát triển nó, thì đó là những cái hướng mà mình đi lên từ cái nông nghiệp của mình để mà mình có thể bắt qua được cái công nghiệp. Trên cương vị thành viên ban cố vấn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, với phương châm làm giàu tri thức, kết nối cộng đồng, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân luôn tận tụy tâm huyết về nền nông nghiệp thời đại mới bằng gợi ý cho đài xây dựng những chương trình mới để mở mang kiến thức cho nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và đặc biệt là canh tác theo hướng an toàn, hữu cơ, thân thiện với môi trường.
đặc biệt là mối liên kết sản xuất tiêu thụ dựa trên tiêu chí quy mô lớn và chất lượng cao. Tới cái lúc này là bà con nông dân chúng ta là phải đổi mới, phải chịu là theo cái đề nghị của nhà nước cũng như là của doanh nghiệp để mà đưa đất mình vào đây để mà có thể doanh nghiệp có thể bỏ tiền ra để xây dựng cái đồng ruộng mình một cách khoa học hơn, để như sao để mà mình có thể giảm bớt được cái chi phí để sản xuất, là mình tăng cường cái chất lượng của cái sản phẩm của mình, cả từ doanh nghiệp cho tới nhà nước, địa phương cho tới người nông dân đều phải có một cái cách làm mới hơn. Chúng ta không thể làm như hiện nay. Ông Nguyễn Văn Đường, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Vị Thủy 1 rất tâm đắc và tin tưởng áp dụng những tư duy về nền nông nghiệp tiến bộ liên kết của thầy Xuân. Từ canh tác nhỏ lẻ, manh mún gặp nhiều bất bên, thu nhập của nông dân tăng lên từ 20-30% so với trước. Hơn 15 năm nay, đời sống nông dân trong hợp tác xã ngày càng khấm khá, sản xuất ổn định. Khi hay tin thầy qua đời, ông Bảy Đường cùng các thành viên hợp tác xã rất tiếc thương về người giáo sư của ruộng đồng. Cụ thể, hợp tác xã cũng đã sản xuất giống bằng cái phương pháp cấy. Trước đây là cấy là một tép từ cái giống siêu nguyên chủng, cấy ra giống nguyên chủng. Sau này là chúng tôi cấy qua cái giống xác nhận. Hiện tại là cấy bằng cái loại máy cấy, chứ không còn cấy tay nữa. Giờ đã hình thành cái vùng nguyên liệu là sản xuất gạo, là bây giờ là gạo ngon HT của Vị Thủy 1, cũng đã có được là công nhận là 4 sao, có bán ra thị trường là rất nhiều. Đối với tôi cũng như bà con nông dân, khi nghe tin giáo sư tiến sĩ Võ Thuần Thưng mất đi, đó là một cái thất thoát to lớn của người nông dân chúng tôi. Hơn 50 năm tận tâm với nghiên cứu khoa học, gắn bó với nền nông nghiệp Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân để lại dấu ấn với nhiều công trình quý báu và luôn khuyến khích tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, tạo một môi trường học tập, nghiên cứu sáng tạo trong sinh viên và nông dân. Hơn cả những thành tựu nổi bật, di sản của anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân để lại, còn là lòng đam mê và tinh thần cống hiến không ngừng vì nông nghiệp Việt Nam. Ông truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà. Những giá trị mà giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân để lại sẽ mãi mãi được trân trọng, gìn giữ và phát huy, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và hiện đại.